Rồi, em đã bao giờ đến hồ Thác Bà chưa? Dạ em chưa ạ. Lần đầu tiên à? Vâng ạ. Em thấy hồ thế nào? Em thấy hồ rất là đẹp ạ, rộng nữa ạ. À, vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Em đã bao giờ đến chưa? Thấy lần đầu tiên em đến đây em thấy rất là đẹp ạ. À, em. Em cũng thế ạ. Mà nước rất là sạch, rất là xanh. Và cảm giác đến đây thì tạo cho mình cái sự thoải mái, thư thái ạ. Và chắc chắn là em sẽ còn quay lại Thác Bà lần nữa. Dạ, cảm ơn em. À, đây là lần đầu tiên mà em được đến với Yên Bái cũng như là với Thác Bà ạ. Dạ, và em quê ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ. Cái cảm giác hồ và biển thì sao? Nói chung là lần cái cảm giác đầu tiên của em khi mà mới đến Yên Bái cũng như là hồ Thác Bà thì nó rất là mới lạ. Và cái không khí ở đây thì thực sự rất là yên bình và cũng như là không khí ở trong lành, thoải mái. Và người dân ở đây thì cũng rất là hiếu khách nữa nên em cảm thấy rất là vui.